học dịch lộn, học dịch giữa, trứng cút lộn, bắp xào đi. Trời ơi, thằng con kiến trúc của tôi phải thức đến 3-4 giờ sáng để chạy đồ án đó bà. Sao bạn con tôi nó còn không có thời gian để ăn nữa, không chỉ là ngủ. Sinh viên thì phải vậy chứ sao, chứ ai đời mà sướng như con bà Hạnh á. Suốt ngày chị em sắm sửa bộ hành cho Xuân không, bận không có đi học gì hết trơn á. Mời các bạn tham quan chưa? Sao? Các bạn đã thấy gì chưa? Thấy. Vậy tại sao lại học ngôn ngữ Anh? Và thật ra ngôn ngữ Anh là gì? Sinh viên ngôn ngữ Anh được học tại cơ sở 1, số 45 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là vị trí vàng để phát triển các kỹ năng về tiếng Anh của bạn. Và cũng thật là tuyệt vời khi cơ sở của chúng ta rất gần phố đi bộ Bùi Viện, Batexco, hay thậm chí là phố đi bộ Nguyễn Huệ và Vincom, cũng cách cơ sở 1 không xa. Ngoài ra, các bạn còn có nhiều cơ hội về hợp tác với các doanh nghiệp phát triển bậc nhất, cũng như là nghề nghiệp sau khi ra trường. Và ngôn ngữ Anh không đơn giản chỉ là học tiếng Anh, mà bên cạnh đó, chúng ta còn được học sâu về chuyên ngữ. Ngoài ra, đời sống văn hóa của những đất nước sử dụng tiếng Anh cũng nằm trong chương trình học. Hiện nay, khoa ngoại ngữ đang đào tạo 5 chuyên ngành: biên phiên dịch, あの、じゃあ、最初から一緒の船に乗ってくれたソニーさん、それからエンジンを提供してくれたゲリラさん、それから一緒の船に、まあ小さな船でしたけど一緒に核を切って乗ってくれたキャストの皆さん、それからアーティストの皆さん、コンポーザーの皆さん、そして一緒に船を漕いでくれたスタッフ、コジプロのスタッフの皆さんと、サポートしてくれた家族、それから何よりも、この4年間、応援してくれたファンの皆さんに感謝したいと思います。ありがとうございます。He says thanks. He says thanks. We're fine. Yeah, way ahead. Tiếng Anh thương mại, Anh Trung thương mại. Anh sáng dậy.
tiếng Anh du lịch. Khoa chỉ cung cấp lượng kiến thức căn bản và các từ vựng được sử dụng trong đó. Còn về kỹ năng nghiệp vụ thì các bạn phải tự tìm hiểu và học thêm bên ngoài. Song song với tiếng Anh, các bạn còn phải đối diện với một cơn ác mộng khác mang tên là ngôn ngữ phụ. Nhưng gọi là ác mộng vậy thôi, chứ nó giúp ích và mang lại cho chúng ta rất nhiều cánh cửa cơ hội. Biết tiếng Anh đã tốt, nay lại được học thêm một ngôn ngữ khác thì khác gì hổ mọc thêm cánh. Ni hao, ni hao, ni hao. Bonjour, bonjour. Ohayo. Và đây là câu lạc bộ Fola, câu lạc bộ học thuật của khoa. Mỗi tháng sẽ có buổi sinh hoạt định kỳ nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp, tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên. Chị, mọi người đang làm gì vậy? À, đây là khâu chuẩn bị cho chương trình đặc trưng của khoa chúng ta. Nào, mọi người hãy đi theo tôi sẽ giới thiệu tất tần tật mọi thứ về chương trình đặc trưng của khoa chúng ta nha. Nào mọi người. Đây là chương trình được tổ chức định kỳ vào cuối tháng 10 mỗi năm. Bạn can đảm hay không? Bạn cứng rắn cho đến đâu? Hãy tham gia chương trình để kiểm nghiệm thử nhé. Chronicle, đây là chương trình đặc trưng thường niên của khoa ngoại ngữ. Chương trình sẽ được tổ chức vào tháng 11 ngay sau chương trình Halloween. Chương trình được diễn ra với quy mô hoành tráng, với những thể loại khác nhau. Đặc biệt, mỗi năm ban tổ chức luôn gửi gắm đến các bạn sinh viên những câu chuyện đầy nhân văn và ý nghĩa. Chúc các bạn may mắn.